Ok, chào anh em, đây là mình lắp cốc điện cho xe Nona này. Đấy, chỉ cho anh em mình cách lắp vào cái đợt bát này, tì này. Đây là cốc điện Thiên Minh này. Đây, đây là một bát ở bên này nha. Anh em mình tháo hai ốc thì ra thay bát ở bên này vào y hệt như này là được nha. Đấy, thay tì vào đây. Đấy, dây đi lên đây. Đấy, vòng vào đây. Đi dầm dầm lên đây ra hộp để chỗ này nha. Đấy, còn trên này, bát trên này anh em mình phải thay nha, tháo ra. Đấy, thay tì đây này. Ok, đến ngàn chỗ này này, ngàn chỗ này thì anh em cũng phải thay nhá, tháo bao ốc zin nó ra, cắm bao ốc vào là được. Đấy, xong bắt đầu là cắm cái rắc đảo chuyện của ngàn zin này vào cái rắc bộ của cốc điện này là được này. Đấy, và bên này cũng thế nhá, bên này anh em mình thay bát ở đây. Đấy, thay bát ở đây này. Đấy, bên này cũng thay bát, đi xuống dưới. Đấy, trên này cũng thay bát. Đấy, và dây đi dòng lên đây. Đấy, dòng lên. Đấy, là ra lên đây là được nhé. Ok, ra tất đại này là anh em mình cắm cái rắc vào là được. Đấy, cắm rắc vào tất cả là hộp ti bên trái bên phải nha. Đấy là ok. Đấy, nút là cắm zin hết. Đấy, rắc cả rắc có rắc đảo chuyện thì ngắm zin anh em cắm zin hết nha. Đấy, anh em mình phải thay cái con chữ U thế này nha là được. Trên này thì anh em mình chế ở đây nha. Ok, xin chào anh em nha. Đây là hướng dẫn anh em cách lắp cốc điện cho xe Nona 2019 nha. Ok, chào anh em. Và quên mất.